Rồi, chào mọi người nha. À, đây là cái kênh đầu tiên của mình, mới tới làm video đầu tiên, mình mới xây kênh dưới đấy. Dạ. Mọi người mà thương á, mọi người bấm cái nút đăng ký với cái nút theo dõi để mai mốt xem tiếp những cái video của mình nha. Mình ngày nay mình đi sửa, tại vì công việc đặc thù trong đây là trong cái lò sấy, chút xíu nữa mình sẽ review, mình quay hết các kiểu cho mọi người xem. À, bây giờ thì đi chợ nè, mua một số đồ, con đem đây quay cho mấy cô mấy chú coi. Đó, này là dây câu ro nè mọi người. Dây câu ro này thì cái gì đặc thù của xài cái này, mình phải xài dây câu ro là tốt mới được, chứ nếu mà xài loại thường đó, thì nó chịu không có nổi. Nè, đây là dây câu ro, rồi mọi người theo chân mình nha. Đây là cái lò sấy mà nơi mình làm việc khoảng 10 năm nay, hầu như tất cả các vật dụng ở trong đây đều mình là đích thân mình làm, không phải mình làm hết được đâu, mình cũng nhờ một số người phụ trợ giúp mình, chứ không phải mình làm hết không được. Dạ, mọi người xem mình nhé. Muốn đi qua bên kia thì mình không có thiết kế rộng được, cho nên mình phải chèo chèo đường này, mình chèo qua đây, mình lên mình lấy cái chìa khóa rồi mình qua bên kia ha. Rồi mọi người theo chân mình nhé, tại vì ở đây làm ở trong đây rồi tiện quay video thì mình cũng không tiện quay bằng một dài, tại mình làm bằng một ngắn chứ nó cũng quen rồi, cho nên là mình ít bằng một dài lắm. 22 à. Giờ để mình kiếm cây 19 mới được, cái cây 22 thì không được. Rồi, ở đây không? Nè, quay cho mấy cô mấy chú coi mình sửa chỗ này nè. Nè, thấy không? Đó, mọi người thấy bữa nay mình sẽ sửa ngay trong cái motor này nè. Motor này lý do là nó bị mòn dây câu ro quá mọi người. Bây giờ mình phải tập trung mình sửa cái mới được ha. Mọi người theo chân mình. Quay đây. Rồi. Ôi, chỗ này thì nó hơi khó khăn chút xíu. Mọi người theo dõi. Ở đây thì làm ở đây thì trong đây thì môi trường nó hơi bụi chút, cho nên là mình phải đeo khẩu trang. Mình sẽ đeo khẩu trang nói chuyện nha. Nói chuyện hơi nhỏ thì mọi người thông cảm bỏ qua giùm nha. Xuống đây không? Tết tay. Rồi. Tắt đi. Đây nè mọi người, đó cái cọng dây này nè, cọng dây này do mình không có tiền mình thay á mọi người, cho nên mình xài tới bây giờ rồi nó cũng mòn hết trơn rồi. Dạ, cuộc sống mà phải giúp đỡ với nhau, mình ngại nói chuyện với mọi người lắm, nhưng mà thôi, mình thấy nghĩ suy nghĩ lại thì ngày mình cũng lớn tuổi đi qua rồi, cho nên là mình cũng không có mình cũng làm cái này, cũng như mình làm một cái kênh này, một thì để dành làm kỷ niệm sau này để cho con cái mình nó lớn lên đó, nó thấy được coi như là một kỷ niệm, hai nữa thì mình cũng có một số kỷ niệm về người cha quá cố của mình, thì mình làm đây thì để dành đó, mai mốt sau này mình lớn tuổi lên rồi mình cũng xem lại. Dạ, mình xem lại thì mình nhớ là thì lúc còn tuổi bây giờ đó, thì mình làm cái gì đó, cũng gọi là kỷ niệm với người cha của mình. Đây là tất cả vật dụng trong đây đều là của mình hết, nhưng mà bây giờ nó cũng không còn thuộc về mình nữa. Dạ, đó là những mẫu chuyện đó nữa mình sẽ kể sau với mọi người cho. Thì nếu mà mọi người thương tình mà ủng hộ thì mọi người bấm nút đăng ký với nút theo dõi để xem tiếp những cái video sau mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người nha. Ở đây bây giờ nó cũng đã 1 năm rồi mình không có xử lý ba cái chỗ này nè, cho nên bây giờ nó đã đắt, nó đã đóng hết trơn rồi. Hôm gà mình cũng có hoạt động lại rồi, nó cũng được ít tiền, cũng ít thôi chứ cũng không được nhiều. Thì giờ mình được bao nhiêu mình sẽ sửa bấy nhiêu, từ từ rồi mình sửa mình tu bổ lại. Mọi người thấy không, cắt thì nó đã đóng lên tới một lớp hết trơn rồi,
Đồ thì xài cái gì nó cũng sẽ hao mòn, nhưng mà tiền mình cũng không còn. Cho nên mình buồn lắm mọi người. Thì thấy vậy thôi kệ, mình quay cái nó cũng đỡ buồn ra. Hy vọng được làm bạn với tất cả mọi người ở trên đất nước Việt Nam này, cũng như được chia sẻ trải nghiệm trải lòng. Đó. Mọi người thương mà tội nghiệp đó, thì mọi người cứ ấn nút theo dõi đăng ký thì xem tiếp những video sau nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào công việc, mình thay dây co ro này nè. Mình bỏ hai nhựa dây này đi đi, mình không có giữ lại hai nhựa dây này đâu. Đó, nhựa dây này thì đã xài đúng 1 năm rồi. Bây giờ mọi người xem mình thay nha. Mọi người cứ xem mình thay. Đó, mọi người thương tình thì mọi người cứ nhấn nút đăng ký với theo dõi rồi mọi người chia sẻ giúp giùm mình nha. Để cho mọi người khác cùng xem. Rồi ok mọi người nha. Đó, bây giờ mọi người nha, bây giờ mình mở cái ốp này ra đi, đặt cho nó dễ dễ thay ha. Bình thường thay kia cũng vẫn được, nhưng mà bắt buộc mình phải thay, nó còn mở ốp 4 ốp chân này ra tiếp đi. Mở 4 ốp chân này ra là mọi người. Đó, lúc mình dặn vô mình cũng để ý cái là mình không có dặn siết quá, dặn vừa chứ. Tại vì khi mà hồi đó mình làm là mình làm để lấy cái công làm lời không à, cho nên đa phần là mình sẽ xuất công ra, công nhà của mình đó mọi người, làm công ra mình cũng đỡ mướn, đỡ tốn tiền mướn hơn. Ở đây cũng có một số cô chú bác đầu lợi tiếp nữa, mình cũng phải trả công cho người ta chứ. Làm cái nghề này thì nó ngay mình làm cũng đã 10 năm mình mọi người, cũng không có dư giả gì. Chung là cái gì nó cũng không có cuộc sống, nó không có gập ghềnh, nó cũng phải gập ghềnh. Làm thì gì nó ngay nghề này thì không có lỗ, nhưng mà có cái họ lại sấy mình làm nghề sấy lúa mướn, họ sấy mình xong rồi họ không có trả tiền, cho nên bây giờ mình cũng không có đòi nữa thôi. Mình nói cuộc đời chắc là mình nghĩ là mình thiếu nợ cho người ta, cho nên người ta đến làm người ta trả, người ta lấy lợi cho của mình. Thì cho nên mình thấy gì đó mình cũng vui vẻ, mình sống là mình cũng ít đòi lắm, mình cũng năm nay cũng mấy tháng nay mình cũng không có hỏi thăm tới. Bây giờ mình phải cố gắng tự lực bản thân mình phải vượt lên chứ làm sao bây giờ. Hy vọng mọi người thương, mọi người đăng ký ủng hộ nha, rồi mọi người cứ chia sẻ được mọi người nhiều lắm, để được cô chú bác anh chị em gần xa ta xem video ủng hộ. Ở bên đây nó còn 2 con ốc nữa, nhưng mà có thể là quay cho mọi người xem không được 2 con ốc bên đây. Tạm thời mình không quay 2 con ốc bên đây cho mọi người xem đâu. Để mình gió tay trong này trong ta. Bây giờ nhà mình chỉ còn có mấy người kìa. Mình, mẹ mình, em mình với vợ với con sống đàng hoàng bên nhau thì cảm thấy cuộc sống nó cũng vậy, nó cũng hạnh phúc rồi, ấm cúng. Mình làm này ra thì cũng hy vọng sau này cái đầu mọi người ủng hộ được nhiều nhiều thì mình cũng tạo cho con mình một cái kênh để sau này con mình nó lớn lên nó cũng có một cái gì đó để trải nghiệm cùng với cái cuộc sống. Nói chuyện làm hơi nặng tay, nói chuyện hơi hơi được nha. Toàn bộ đầu trên cái kho này nó đã mục hết rồi mọi người. Bây giờ nó đang mục đầu hết rồi. Để tới chắc quay video, còn quay video nhiều nhiều cho mọi người xem lắm. Đầu nó mục nhiều lắm mọi người ơi. Mình cứ đem theo một cái cây nhớt. Không quay trên, quay cây nhớt. Cây nhớt này mình mua ở chợ có mấy ngàn mấy ca, mình chế đây đi cho dễ dàng. Ốc hến này mình phải sử dụng nhớt mới được, nếu mà mình sử dụng nhớt được là nó mềm lắm, nó mềm quá mình nhẹ dặn thôi. Con quay đây cho mấy cô mấy chú thôi. Cái này công việc này cũng nhanh lắm, nếu mà mình bỏ ra mà mình đi mướn một người mà về làm thì chắc cũng phải tốn vài trăm ngàn. Tôi nói thôi để mình tự làm.
thời gian rảnh rỗi thì mình cũng hay ra đây chăm sóc cái lò sấy của mình. Bây giờ thì nó cũng rất ấy, bây giờ mình chỉ còn có nhiêu đó. Mọi người thương, mọi người đăng ký ủng hộ nha. Từ từ mình sẽ quay những cái video nữa cho mọi người xem. Lâu lắm rồi cái nó bị kiểu như con ốc nó bị cứng đó mọi người, giờ bắt buộc mình phải. Bữa nay cũng là nhằm ngay ngày cúp điện, nó cũng có đèn đó. Phải có đèn pin vô sáng lên cho mọi người dễ xem. Xả tạm thời mình sẽ xả ốc này, lấy cái cây mình bắn đi, mình bắn nó sẽ mau hơn, chứ nếu mà dặn chỗ này thì nó lâu lắm. Mình bắn cái mùng tơ này nó sẽ mau hơn mọi người, chứ nếu bình thường thì mình chỉ dặn cái này thì khoảng mất cỡ khoảng 15 phút là coi như mình sẽ làm xong. Còn trường hợp mình lấy cây mình bắn thì chắc khoảng cỡ 5 phút 10 phút thôi mọi người. Làm này đơn giản lắm, nếu mà mọi người không quen tay thì cảm thấy nó hơi khó, chứ như quen tay rồi thì mọi người sẽ thấy nó đơn giản hơn. Rồi, giờ nó hở ra chỗ này nè, quay đây nè mọi người thấy không, nó sẽ hở ra chỗ này một miếng nè, bên đây một miếng nè. À, bây giờ mình lấy cây mình bắn cái motor này, bắn vô bắn vô thì tặng cho nó nhẹ nhàng chút. À, mình đi lấy cái cây.